Dạ vâng, trước tiên cho phép Phong Nguyên Và Trường Thanh. chào mừng quý vị đến với chương trình Sao Sao Nguyên Nguyên Diamond Diamond Show. Show. Dạ vâng, xin chào mừng tất cả quý vị đến trở lại với chương trình hôm nay là ngày thứ sáu, ngày 4 tháng 10. Bảy tay hả? Ê, ngày 3, sorry quý vị, Hôm nay ngày ngày bảy 7 tay tháng thưa quý vị. 10 năm 2022 thưa quý vị. Và cái số hôm nay là số 182. Dạ vâng. Dạ vâng, hôm nay thứ sáu 7 tháng 10 và show 182 rồi. Và hôm nay là ngày cuối tuần nữa, cũng như là ngày mai là thứ bảy chủ nhật, thì hôm nay là chiều thứ sáu rồi quý vị. Nhanh quá quý vị ha, cứ đầu tuần rồi giữa tuần rồi cuối tuần nó qua vun vút. Và Nó qua riết hai cái mặt da khù và thưa quý vị, thời gian không có chờ đợi ai hết, cho nên chúng ta làm được cái gì chúng ta làm. Công việc thì nó vẫn theo hàng ngày, hàng ngày ai cũng đều có công việc để mình sinh sống hàng ngày, nhưng mà sau đó thì mình cũng dành thời gian nhiều để mình enjoy cái cuộc sống của mình chứ, đúng không quý vị? Và nếu quý vị có thời gian mà ở nhà thì quý vị nên mở YouTube ra để chúng ta xem những tin tức, hay là chúng ta có thể xem những cái show như thế này mà chúng ta không cần phải đến những tiệm jewelry, là bởi vì đến tiệm jewelry nhiều khi đồ ngập hết, nhiều khi trước mặt mình không thấy rõ từng chi tiết đâu, bởi vì đồ đạc nó nhiều quá. Và cái thứ hai nữa là khi mình đến tận nơi đó, nhiều tiệm người ta không cho phép mình chụp hình nữa quý vị, cho nên nhiều khi mình thấy kiểu đẹp mình muốn giữ lại cái hình đó lại để mình suy nghĩ, hoặc là mình giữ lại cái hình để mình tìm cái mình hỏi về hỏi ý kiến gia đình hay cái gì đó cũng khó lắm hả quý vị. Cho nên trong cái show này quý vị xem, quý vị được giữ lại những cái hình ảnh đó và quý vị tham khảo thêm ý kiến của gia đình, và quý vị quyết định chọn cho mình một sản phẩm mà chúng ta không cần phải tốn thêm tiền xăng. Tiền xăng bây giờ mắc quá quý vị ơi, và nhiều khi mình đi đến nơi mình đi mấy lần luôn chưa chắc mình mua được một món nào hết Dạ trong vâng, cái đó. hồi xưa đối với thì mình trước khi mình muốn mua một cái sản phẩm gì, tất cả những cái đồ gia dụng trong gia đình đó, thì mình phải đi tới những cái chỗ đó. Nó sẽ vì muốn đu mua những cái vật liệu xây dựng phải tới Home Depot là cái gì đó, hoặc vì muốn mua vàng bạc kim cương thì vì phải tới những cái shop, những cái cửa hàng jewelry diamond. Nhưng mà bây giờ thì khác hay vậy, mình có thể ngồi tại nhà và mình có thể order bất cứ cái sản phẩm nào mà mình thích, rất là tiện ích đúng không quý vị? Coi như là mình được hai cái phương phương cách, mình muốn enjoy ra bên ngoài thì mình cứ việc đi ra ngoài, mình đi ra ngoài để mình giải trí, để mình spend time với gia đình, rồi sẵn đó mình shopping luôn, mình xem luôn. Và cách thứ hai đó là mình ngồi tại nhà mà mình vẫn shopping được. Và Nguyên nghĩ cách thứ hai này là cái chương trình Sao Nguyên Demo Show được quý vị ủng hộ rất là nhiều, và quý vị xem chi tiết rất là nhiều, và Nguyên làm rất là kỹ. Trước khi Nguyên ship đó quý vị, Nguyên đều chụp hình lại và Nguyên chụp luôn cả receipt và Nguyên viết gì trong đó, thì quý vị nhìn thấy trước khi quý vị nhận đồ nữa, cho nên quý vị rất là yên tâm. Dạ vâng, và những gì quý vị dặn Nguyên trên đó Nguyên đều làm đầy đủ hết trước khi Nguyên ship đi, và Nguyên cho quý vị biết là Nguyên đã sửa sai thì sai bao nhiêu đó. Và ví dụ quý vị muốn đổi ra màu trắng hay màu vàng, vàng hay màu trắng, rồi quý vị muốn đổi được chốt chút vặn hay chút đẩy gì đó, thì Nguyên đều chụp hình lại đúng cái đó, hoặc Nguyên ghi cái note trên đó rõ ràng là Nguyên đã làm rồi. Thành cho quý vị trước khi nhận, quý vị không sợ là trời ơi gửi gì rồi không biết có làm cho tôi cái đó không nữa, hay là tới nơi rồi là quên quên mất công rồi, chẳng lẽ ship rồi lại sao, thấy không? Cho nên mọi thứ Nguyên đều ghi rõ trên đó hết. Thành thứ ra cái final picture là cái picture cuối cùng mà lúc nào Nguyên cũng gửi cho quý vị hết, và sau đó thì cái tracking number sẽ gửi cho quý vị để quý vị theo dõi là cái món hàng mà đi tới đâu. Thường thì Nguyên gửi shipping express chỉ có một ngày là tới thôi quý vị, có nghĩa là ngày hôm nay Nguyên gửi là sáng mai ở California, sáng sớm là bên quý vị là những tiểu bang khác là buổi trưa đó là quý vị đã nhận được rồi, thành thử ra rất là nhanh. Và Nguyên muốn nhanh như vậy á là Nguyên không muốn ở bưu điện giữ lại đồ của mình, Nguyên muốn bưu điện làm việc liên tục lên xe là đi, lên xe là đi, chứ không Nguyên không muốn họ hô lại họ giữ lại cái gì hết. Thành thử ra Nguyên muốn một ngày thôi là như vậy, nhiều khi chỉ thêm có vài đồng đô la mà bây giờ quý vị thấy không, cái gì nó cũng lên hết rồi, ly nước tô phở cái gì nó cũng mắc hết, mà tại sao mình tiếc vài đồng trong đó cái đồ của mình lên tới bạc ngàn lần. Thành ra Nguyên muốn một ngày đi tới cho quý vị thật là nhanh để cho quý vị yên tâm, với lại Nguyên không muốn bưu điện giữ đồ lại của mình nữa đó. Thành ra cái shipping của Nguyên rất là nhanh, nhanh lắm. Quý vị nào mà đã từng mua đồ qua chương trình này rồi thì thấy cái chương trình shipping của Nguyên rất là hay, nhiều người khen,
Nguyên nói là sao Nguyên làm nhanh quá, nhanh quá, nhanh quá gì đó. Thì Nguyên cũng nói với Vy là ai cũng vậy hết, cho dù mua món đồ nhỏ, Nguyên cũng chụp hình, Nguyên cũng làm receipt, Nguyên cũng làm đủ mọi thứ giống vậy hết trơn á. Đó, nhiều khi món đồ có 100 mấy, 200 Nguyên cũng làm đó quý vị. Quý vị thấy Nguyên bán một cái dòng cẩm thạch có 90 đô thôi mà Nguyên cũng làm receipt, Nguyên cũng chụp hình, Nguyên làm rất là rõ ràng. Rồi những cái món hàng mà lên tới mấy ngàn đô la cũng vậy, Nguyên làm rất là kỹ lưỡng. Đúng rồi quý vị, tại vì tất cả những cái đồng tiền mà chúng ta làm ra đều bằng mồ hôi và công sức của chúng ta thưa quý vị, thì bao nhiêu thì cũng là quý giá thưa quý vị, thành ra bao nhiêu cũng là tiền và bao nhiêu cũng là cái công sức của mình đúng không quý vị? Dạ vâng, và một lần nữa cho Thanh giới thiệu qua tiệm vàng Sao Nguyên quý vị ơi. Tiệm vàng Sao Nguyên tọa lạc tại Thương Xá Phước Lộc Thọ, và quý vị đi từ hướng Bonsa mình đi vào thì nó nằm ở trên lầu 2 nha quý vị. Khi quý vị bước lên lầu 2 thì quý vị nhìn phía bên tay phải của mình, cái street là 213, và quý vị bước vào trong cái tiệm Sao Nguyên tọa lạc tại cái số là 24 và 25 nha quý vị. Dạ vâng, và tiệm vàng Sao Nguyên với số phone quý vị liên lạc trực tiếp với Nguyên, hoặc quý vị có thể gửi vào những hình ảnh hay những tin nhắn, trên đó có cái số number của sản phẩm để Nguyên trả lời đúng cho quý vị nha, là 714-775-7878. Rồi, xin quý vị bước vào sản phẩm số 1 là một chiếc nhẫn. Mà chiếc nhẫn này rất là đặc biệt nha quý vị. Nó bằng platinum trắng, tức là không phải là bằng vàng 18 hay 14 mà là platinum. Thì quý vị biết platinum đó là một chất liệu bạch kim quý, mà nó giá trị của nó ngang ngửa với vàng 24 đó quý vị. Cho nên chiếc nhẫn này chắc chắn lắm và rất là nặng bởi vì nó là platinum. Cho nên quý vị nào thích platinum thì quý vị theo dõi cái sản phẩm chiếc nhẫn này nha. Và trên đó có rất nhiều kim cương, và kim cương đẹp như thế nào và chiếc nhẫn nhìn như thế nào thì quý vị chiêm ngưỡng sản phẩm số 1 trong chương trình hôm nay. Chờ anh xíu. Mời quý vị chiêm ngưỡng sản phẩm số 1 là một chiếc nhẫn bằng platinum. Để liền người ta đi. Dạ vâng, chiếc nhẫn cân nặng là 8 gram bằng chất liệu platinum. Và trên đó thưa quý vị thấy một bên với một dải kim cương marquee. Trên đó có 5 viên kim cương marquee nằm bên dải bên phải ha quý vị. Đó, quý vị thấy không? 5 viên kim cương marquee này là 1 carat rưỡi rồi nha quý vị. Rất là đẹp. Và những kim cương tròn nằm ở bên trái, cũng như là những viên kim cương baguette nằm ở từ phía trên trải dài xuống phía dưới. Và những viên kim cương baguette cũng như kim cương tròn là 2 carat kim cương cộng cho 1.5 carat kim cương baguette cộng cho 1.5 carat kim cương marquee, tất cả là hơn 3 carat thưa quý vị. Và thưa quý vị, center là một viên kim cương 6 ly 3 nước Y VVS1, và viên kim cương 6 ly 3 này cân nặng là 1.05 poy, tức là 1.05 carat đó quý vị. Wow, đẹp quá ha quý vị. Và vì đây là một viên kim cương trắng sạch VVS cho nên 1.05 carat này trị giá từ 4.500 trở lên nha quý vị. Từ 4.500 trở lên, có những chỗ bán 4.900, 5.000, nhưng mà Nguyên chỉ đánh giá nó là 4.500 thôi. Còn cái vỏ bên ngoài thì bằng platinum với lại hơn 3 carat kim cương, vừa là baguette, vừa là tròn, vừa là marquee, thì cái vỏ này nó trị giá là 3.000 đô la trở lên đó quý vị. Cái vỏ quá đẹp và quá nhiều kim cương trên đây. Dạ vâng, 4.500 cộng 3.000 là 7.500. Nhưng hôm nay xin đặc biệt đến với vị chiếc nhẫn tuyệt vời như thế này, chỉ có 4.950 đô la. Dạ vâng, sản phẩm này rất đặc biệt và quý vị thấy một cái giá chỉ có 4.950 đô la mà thôi cho sản phẩm số 1. Thì cái vỏ nó là bằng platinum trắng quý vị, rất là đẹp. Và trên cái vòng của cái viên chủ của mình là những viên kim cương rất là chiếu sáng, rất là đẹp nha quý vị. Và platinum thì quý vị biết rồi đó, nó rất là nặng. Khi quý vị cầm cái sản phẩm này ra, quý vị sẽ cảm nhận được nó rất là nặng tay của mình đó. Và một viên kim cương ở giữa là 1.05 carat, được đo trên cái bề mặt của sản phẩm là cái viên kim cương chủ là 6 ly 3 nha quý vị. Dạ vâng. Và cái độ to mà quý vị thấy trên cái bề mặt của chiếc nhẫn này to lắm, tới 1 inch đó quý vị.
tới 1 inch, tức là cả một lóng tay của vị khiến vị đeo vào. Cho nên chiếc nhẫn này vừa to vừa đẹp và xuất sắc từ cho kiểu cách cho đến kim cương. Thành ra quý vị thấy không, độ to của nó là bằng cái đồng 25 cent đó quý vị, là 1 inch là cái độ to tổng thể của nó. Và cái sản phẩm này hôm nay đặc biệt xin mang đến cho quý vị chỉ có là 4.950 đô la mà thôi thưa quý vị. Dạ vâng, xin mời quý vị. Đẹp lắm nha quý vị, sản phẩm này thì rất tuyệt vời. Vì nào mình thích bất cứ sản phẩm nào, xin quý vị hãy chụp hình lại và gửi vào cái số phone đã ở trên màn hình đó quý vị, đó là 714-775-7878 nha quý vị. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Chỉ có 4.950 đô la mà thôi cho sản phẩm này, rất tuyệt vời. Và dạ vâng, đến với một chiếc nhẫn thứ hai, và đây là một design một đóa hoa mai, và đóa hoa mai này hoàn toàn từ cánh hoa kim cương đến nhụy hoa cũng là kim cương luôn. Chiếc nhẫn cân nặng là 5.3 gram, vàng 18 màu vàng thưa quý vị. Trên đó có 7 viên kim cương 3 ly 7 là 7 cánh hoa thưa quý vị, và nhụy hoa là 1 viên kim cương 4 ly 6, 7 viên 3 ly 7 và 1 viên 4 ly 6, nước ép VVS1, và tất cả 8 viên kim cương này cân nặng là 2 carat nha quý vị. Dạ vâng, hôm nay với một chương trình đặc biệt sau nguyên Diamond Show và chiếc nhẫn đẹp như thế này, 7 viên kim cương 3 ly 7 và 1 viên 4 ly 6, nước ép VVS1 2 carat xin đặc biệt mang đến cho quý vị với một cái giá tuyệt vời chỉ có 2.250 đô la quý vị. Dạ vâng, 2.250 đô la cho sản phẩm số 2 là một chiếc nhẫn màu vàng 18, và trên sản phẩm của mình nó có được những cái viên kim cương xung quanh, đó là 3 ly 7 nha quý vị, và ở giữa một viên kim cương 4 ly 6. Cân nặng tổng cộng kim cương ở trên đây là khoảng 2 carat quý vị. Và sản phẩm này xin mang đến cho quý vị chỉ có 2.250 đô la mà thôi. Dạ vâng, vàng 18 màu vàng. Chỉ quý vị mình muốn cái sản phẩm này mà màu hồng, màu trắng là Thanh đều có hết nha quý vị. Dạ vâng. Và cái sản phẩm này Nguyên với Thanh lên thường xuyên, cho nên chỉ khác nhau cái kim cương thôi. Bởi vì nhiều khi cái kích thước của kim cương mỗi chiếc nó sẽ khác nhau. Có khi là 3 ly 7, có khi quý vị thấy là 3 ly rưỡi, có khi là 3 ly 8. Nhưng mà chiếc nhẫn này là 7 viên 3 ly 7 và nhụy hoa là 1 viên 4 ly 6, rất là giá trị nha quý vị. Tất cả là 2 carat kim cương cũng như là cái design đẹp xinh đặc biệt hôm nay đến với vị chỉ có là 2.250 đô la mà thôi thưa quý vị. Và sản phẩm này Thành có 3 màu, màu trắng, màu vàng và cả màu hồng luôn nha quý vị, 3 màu luôn. Giống như Thanh đã từng chia sẻ với quý vị đó, những cái kim cương như thế này thì thường là người Mỹ họ chỉ cân nặng lên và họ tính thôi vậy, chứ không có tính vừa carat mà vừa mili như Việt Nam mình đó. Thì Việt Nam mình thì Thanh tính luôn cả cân nặng bao nhiêu, rồi cả cái mấy ly luôn quý vị. Còn người Mỹ không có, họ chỉ tính mấy carat vậy là đủ rồi đó. Mình thì mình nói mấy ly là quý vị hình dung được là cái viên kim cương nó to lớn như thế nào. 3 ly rưỡi, 4 ly rưỡi, 5 ly hay 6 ly gì đó hả quý vị. Cho nên Việt Nam mình quen cái cách tính là theo ly thôi. Chứ thật ra nó tùy thuộc vào cái độ deep của mỗi viên kim cương nữa. Cái deep nó nặng, cái deep nó sâu vô thì cái viên kim cương nó sẽ nặng hơn, nặng carat hơn. Và cái độ chiếu nó sẽ mạnh lửa hơn nữa. Cho nên người Mỹ người ta không có quan trọng cái ly, nhưng họ quan trọng nhất là số cân carat đó. Cho nên mỗi nơi nó có cái khác nhau, nhưng mà theo Nguyên thì Nguyên vẫn thích cái kiểu Việt Nam, là Việt Nam nhìn to bề ngoài cho nó chắc ăn
đúng không? Mặc dù nó không dày nhưng mà cái to đó bự là hài, nhìn cái thấy đó nó là mua người sung tụng hơn. ta hay nói với Thanh là Việt Nam thích bự đó quý vị. To bự nó chắc lượng hơn chứ nó phải không? Chứ còn mình đi Việt hẹp Nam thích hòi chút xíu bự, cho dạ dù có vâng. dày nhưng mà mình so với cái viên nhỏ làm sao bằng cái viên lớn được, đúng không? Mình Đúng đã quý bằng vị, giá tại nhau. vì có nhiều cái viên kim cương á, mình cân nặng là Thanh cân hoài đó, một carat đó nhiều khi nó có 6 ly mốt cũng có quý vị, mà nó cân nặng tại một carat, tại vì tại sao? Tại vì cái đít của kim cương nó dày quý vị. Đó. Dạ vâng, xin mời quý vị bước qua một sản phẩm tiếp theo, sản phẩm số 3, rất Đây dễ là một thương. mặt dây chuyền cân nặng 4.5 gram, vàng trắng, vàng 18, vỏ hồng kông. Trên đó vì thấy cái vỏ bên ngoài á, là những viên kim cương tròn và những viên kim cương baguette hơn 2 carat nha quý vị, làm tăng lên giá trị của cái vỏ bên ngoài mặt dây chuyền này là 1.500, $1.600 trở lên. Riêng center là một viên kim cương 5 ly mốt nửa carat đó quý vị, và viên kim cương 5 ly mốt này là nước ép VS1. Hôm nay xin đặc biệt mang đến cho quý vị cái viên nửa carat 5 ly mốt này với là trị giá của cái vỏ bên ngoài Hồng Kông và 2 carat kim cương trên cái vỏ này nữa, trị giá trên 2.900-3.000. Nhưng hôm nay xin đặc biệt đến với vị chỉ có 1.770 đô la mà thôi. $1.770 quý vị cho sản phẩm này. Và cái mạch dây chuyền này quý vị thấy xung quanh kim cương ống và những cái viên kim cương tròn đúng không anh? Rất tròn, là nhiều ở trên có đó. Hai thứ luôn đó dạ. Và ở giữa mình có thêm một viên kim cương chủ của nó là một viên 5 ly mốt. Vàng là vàng trắng, vàng 18K, vỏ của Hồng Kông thưa quý vị. Dạ vâng, và cái sản phẩm này hôm nay Thanh xin mang đến cho quý vị chỉ có là $1.770 mà thôi. Đúng rồi quý vị, và cái độ dài từ dưới lên trên được đo là 1 inch nha quý vị. Dạ vâng, đây là đồng 25 cent đó, tức là cái chiều dài của đồng 25 cent là 1 inch đó quý vị. Thì cái từ dưới lên trên là 1 inch. Dạ vâng. Mặt dây chuyền này đẹp lắm quý vị, có thể đeo chung với bất cứ dây chuyền nào cũng được. Và cái design này quý vị làm cho nó sáng rực lên cái bộ dây chuyền của mình là bởi vì đây là một design full kim cương và những hoa văn kim cương trên đó vừa là baguette vừa là kim cương tròn. Và cái viên kim cương giữa là một viên kim cương 5 ly mốt nửa carat rất là đặc biệt đó quý vị. Dạ vâng. Xin mang đến cho quý vị chỉ có $1.770 như vậy cho sản phẩm này. Và tiếp theo đây mời quý vị chiêm ngưỡng một chiếc nhẫn rất là to. Chiếc nhẫn này cái độ to bên ngoài được đo là 1 inch nha quý vị, tức là cả lóng tay của mình rồi. Đó, cho nên chiếc nhẫn này nữ đeo cũng đẹp và nam đeo cũng đẹp lắm nha quý vị, tại vì độ to của nó cũng như cái hoa văn của nó đơn giản, nó nằm chìm hết. Cho nên nam đeo cũng rất là đẹp và nữ đeo cũng đẹp. Hôm nay chiếc nhẫn này cân nặng là 5.9 gram. Vàng trắng, vàng 14K, một design của Italy. Hôm nay trên đó có hơn 2 carat kim cương tròn được lắp đều full kim cương trên chiếc nhẫn này. Nước ép VS1 và cả độ to là 1 inch. Đặc biệt mang đến cho quý vị với một cái giá rất rất là tuyệt vời. Chỉ có dạ vâng, chỉ có $690 mà thôi quý vị. Mà sao rẻ quá vậy? Chỉ có $690 mà thôi thưa quý vị cho sản phẩm này. Và quý vị ơi, nếu quý vị mình thích đeo những cái sản phẩm mà nó vừa êm tai và nó vừa to đấy quý vị, thì cái sản phẩm này rất là đẹp. Bởi vì thấy cái bề mặt của nhẫn, những cái hoa văn đó, họ làm kim cương phua trên đó hết thưa quý vị. Và rất là đẹp, và cái tai Thanh đeo cũng vừa luôn nữa quý vị ơi. Rất là to luôn quý vị coi. Đẹp quá ha quý vị. Cái lóng tai của mình như thế này, cách hoa văn rất là đẹp. Và cái design của nó cũng như là những viên kim cương ở đây, cả 2 carat kim cương mà cả một chiếc nhẫn luôn nữa, cân nặng vàng cũng khá nặng, gần 6 gram vàng. Cái này có đúng giá trên, có lộn không, sao có 600 mấy hả? Coi lại coi,
cái chiếc nhẫn gì vậy mà có 600 đẹp quá. Dạ. Nên đặc biệt cho quý vị luôn. Quý vị thấy rõ ràng hay về những cái hoa văn, những cái đường viền của nó toàn là kim cương ở trên đó hết thưa quý vị. Xin mang đến cho quý vị chỉ có 690 đô la mà thôi nha quý vị. 690 đô la. Chiếc nhẫn rất là hoành tráng và rất là đẹp, thiết kế cũng rất đẹp quý vị. Có 690 đô la mà thôi. Và sau đây là đôi hoa tai cân nặng là 7.7 gram. Vàng trắng, vàng 18 thưa quý vị. Trên đó quý vị thấy có hai bên là hai dải kim cương toàn ten để tạo thêm cái design của đôi hoa tai, và mỗi bên là 4 viên, hai bên là 8 viên kim cương 2 ly nước ép VS1, và 8 viên kim cương 2 ly này họ nhận trên cái khuôn theo kiểu 3V nha quý vị, nhận theo kiểu 3V rất là đẹp. Và cái viên ngọc thạch ở phía dưới đó quý vị thấy đó là viên ngọc thạch được đo là 12 ly, là cái viên tròn đó quý vị. Và cả độ dài tổng thể từ dưới lên trên được đo là 1 inch 1/4. 1 inch 1 phần 4 là độ dài của nó. Hôm nay đôi hoa tai trị giá trên 1.000 đô la nhưng xin đến với vị chỉ có 590 đô la mà thôi. 590 cũng rẻ hết đô la quý vị cho sản phẩm này. Dạ vâng, quý vị thấy ở trên cái toàn ten của nó có những cái viên kim cương 1, 2, 3, 4. Mỗi bên là 4 viên ha. Mỗi bên là 4 viên là 8 viên. 2 bên 2 là 8 viên. Họ nhận theo cái khuôn 3V này đẹp quá. Và cái tròn của ổ 3V. Cái viên tròn ngọc thạch xanh á, phía trên họ làm giống như là cái cuốn của cái trái, của cái trái lụ đó quý vị. Đẹp lắm. Cho nên chúng ta đeo cái viên ngọc thạch xanh này trên một dải kim cương toàn ten như thế này rất là trẻ trung, rất là dễ thương. Dạ. Dạ vâng, và sản phẩm này hôm nay xin mang đến cho quý vị chỉ có 590 đô la. Là rất là đặc biệt thưa quý vị, chỉ có 590 đô la mà thôi. Ở trên là những cái viên kim cương quý vị, và ở dưới mình có hai cái viên ngọc rất đẹp màu xanh lý lục đậm đà, xanh lè luôn, rất đẹp. Nói biết rồi hoài rồi, mới nói xanh gì nói xanh lè luôn quý vị ơi. Dạ vâng, nếu quý vị thích cái viên ngọc thạch xanh đó, hay là quý vị thích cái viên hạt pơ ngọc trai màu trắng như thế này, để mà nó tiệp chung với lại cái bộ set dây chuyền hay là chiếc nhẫn của quý vị, thì quý vị lựa chọn nhé. Quý vị có thể lựa chọn viên ngọc xanh lúc nãy hay là cái viên ngọc trai màu trắng như thế này nha quý vị. Và cái đôi hoa tai này thưa quý vị, cân nặng là 7.3 gram, vàng trắng, vàng 14K. Trên đó còn có 10 viên kim cương 2 ly nước Ý VS1 và 2 viên ngọc trai màu trắng được đo là 11 ly. Hai viên ngọc trai màu trắng được đo là 11 ly và cả một độ dài từ dưới lên trên được đo là 1 inch rưỡi. Dạ vâng, 1 inch rưỡi. Hôm nay với một giá đặc biệt, xin mang đến cho quý vị cả đôi hoa tai vừa hai viên ngọc trai với 10 viên kim cương 2 ly này và một design thật đẹp như thế này. Tất cả chỉ có 660 đô la. 660 đô la thưa quý vị. Và hai bên mình có hai cái viên ngọc trai rất đẹp và những cái những viên kim cương họ được nhận 3V trong một ổ tròn rất là chắc chắn, và mình đeo nó không có vướng víu tóc mình giá thế quý vị. Thì sản phẩm này hôm nay xin mang đến cho quý vị chỉ có 660 đô la mà thôi nha quý vị. 660 đồng. Dạ vâng, 10 viên kim cương, mỗi viên khoảng 2 ly hơn quý vị.
được nhận trong một ổ tròn rất là chắc chắn. Dạ vâng, xin rất là đẹp. Cho quý vị chỉ có 660 đồng. Dạ vâng, 660 đô la. Và quý vị, thường thường mình đeo những cái viên phơ như thế này thì quý vị nên mình giống như là mình nên né những cái chất cồn, giống như mấy cái chị làm nail thì hạn chế cho nó dính những cái chất cồn cái vô á, thì sản phẩm mình nó sẽ lâu bền, nó sẽ đẹp hoài thôi quý vị. Đó, mà nghe đợi em chút xíu đi, em để lên đây cho nó đẹp. Okay. Và bộ dây chuyền, vừa sợi dây chuyền và mặt dây chuyền sau đây là một design chùm nho, thưa quý vị. Tất cả cân nặng là 5 gram vàng màu vàng 18K vàng 18K màu vàng, thưa quý vị. Trên đó với một design chùm nho, và chùm nho này là 10 trái nho 2 ly 4 nước Ý VVS1, và 10 viên kim cương 2 ly 4 này cân nặng là 0.65 poi, tức là hơn nửa carat, các quý vị. 65 poi là hơn nửa carat. Quý vị có thể chọn sợi dây dài 16 inch hay là 18 inch màu vàng để tiệp với lại cái vòng cổ của mình. Và cái mặt dây chuyền này là mặt dây chuyền được đo là 1 inch. Phải 1 inch còn lại, anh quên đo cái mặt này. Chiều dài hả? Chiều dài của mặt dây chuyền. Phải 1 inch đó quý vị. Đúng rồi, 1 inch đó quý vị. Dài 1 inch. Mình tính luôn cái bèo nha quý vị. Cả chiều dài luôn, cả cái bèo khoảng 1 inch. Đúng rồi. Hôm nay vừa dây chuyền và mặt dây chuyền với một design trị giá trên 1.300-1.400 trở lên, nhưng hôm nay đến với vị chỉ có là 890 đô la mà thôi. Đặc biệt không quý vị, rất là đặc biệt. Ở trên sản phẩm này mình được thiết kế bằng dây và cái mặt đó là bằng vàng 18 màu vàng. Ở trên đây mình có 10 viên kim cương 2 ly 4 và những cái trái nho trên cái mặt chùm nho đấy vị. Và sản phẩm này hôm nay Thanh xin mang đến cho quý vị chỉ có là 890 đô la mà thôi. Và sản phẩm này Thanh có cả cái những cái viên kim cương 3 ly 3 luôn nha quý vị. Thì thợ đang làm, thì quý vị nào mình thích những cái sản phẩm như thế này mà kim cương to hơn thì xin hãy gọi vào, Thanh sẽ báo giá quý vị luôn nha. Vàng 18 và những cái viên kim cương này là 2 ly 4. Và những cái sản phẩm Thanh đang làm thì khoảng 3 ly 3 gì cũng có hết. Rồi. Và bộ này là bộ màu vàng, nhưng mà quý vị muốn màu trắng thì vẫn làm được cho quý vị màu trắng nha quý vị. Đúng rồi, có luôn thưa quý vị. Có luôn. Chỉ có 890 đô la mà thôi cho cả cái bộ vàng 18 và những viên kim cương ở trên đây là gồm 10 viên 2 ly 4 thưa quý vị. Chỉ có 890 đô la. Và bộ dây chuyền kế tiếp là một bộ dây chuyền cũng là chùm nho luôn quý vị. Nhưng mà chùm nho này chưa nó xen kẽ. Nho này chưa chín quý vị. Xen kẽ với những trái nho xanh. Hả quý vị? Cả bộ dây chuyền và sợi chuyền cân nặng là 5 gram vàng trắng vàng 18. Trên đó thưa quý vị, những viên kim cương trắng 2 ly 3 là 6 viên. Và những viên màu xanh là những viên emerald màu xanh, là gồm có 4 viên, tức là 6 viên kim cương trắng 2 ly 3 nước Ý VS1 và 4 viên emerald màu xanh cũng là 2 ly 3, tất cả là 10 viên. Trong đó có 6 kim cương và 4 emerald. Hôm nay xin đặc biệt mang đến cho quý vị cả bộ vừa dây chuyền và mặt dây chuyền như vậy, rất là đặc biệt, chỉ có 770 đô la mà thôi quý vị. 770 đô la. Trên đây mình có 6 viên kim cương và 4 viên emerald 2 ly 3 cho mỗi viên nha quý vị. Vàng là vàng màu trắng, vàng 18. Và cái chiều dài á, chiều dài cũng là 1 inch đó quý vị. Chiều dài của mặt dây chuyền là 1 inch. Và sợi dây chuyền quý vị có thể chọn sợi dây 16 inch hay là 18 inch cũng được. Và bộ này là bộ màu trắng nha quý vị. Vàng trắng, vàng 18K. Dạ vâng. Và sản phẩm này hôm nay xin gửi đến cho quý vị chỉ có 770 đô la mà thôi.
Dạ vâng, cả bộ mà chỉ có là 770 đô la. 770 đô la như vậy. Dạ vâng, Thanh xin nói tiếp là những cái viên ngọc trai đối với vị mình tránh những cái hóa chất này kia ra, giống như là dầu thơm, nước hoa này kia của mình đối với vị, thì mình, khi mình xịt thì mình phải né né nó ra. Thì tất cả những cái viên ngọc trai nó đều kỵ cái đó hết nha quý vị. Nếu mà quý vị tránh được cái hơi nóng của máy sấy còn càng tốt. Tại vì khi mình cho những cái hóa chất nó vào trong cái sản phẩm của mình thì nó không có đẹp, nó không có bóng quý vị. Còn quý vị mình né được những cái đó ra thì cái sản phẩm mình nó sẽ đẹp hoài luôn, rất là bền. Và đôi hoa tai sau đây là một design những giọt nước liên kết với nhau từ dưới lên trên, được đo là 1 inch 3/4, tức là độ dài của đôi hoa tai khá dài ha quý vị ha, hơn 1.5 inch đó quý vị, 1 inch 3/4. Và đôi hoa tai này bằng chất liệu vàng 14 màu trắng, cân nặng là 5.3 gram. Và trên đó thưa quý vị có cả hơn 2 carat kim cương tại đây, nước EVS1. Và hơn 2 carat kim cương này người ta nhận chìm trên mỗi cái giọt nước như thế này, rất là đẹp. Hôm nay với trị giá trên 1.300-1.400, nhưng xin đến quý vị chỉ có 880 đô la cho cả đôi hoa tai với 2 carat kim cương. Chỉ có 880 đô la mà thôi nha quý vị, cho mỗi sản phẩm như thế này. Những cái giọt nước đó được kết những cái viên kim cương đầy hết trên đó nha quý vị. Và sản phẩm này hôm nay được thiết kế bằng cái chốt phía sau là chốt đẩy. Bởi vì mình có thể thay thế bằng chốt vặn là cái gì Thanh cũng thể làm cho quý vị được hết nha quý vị. Đó thì làm phí nha quý vị, miễn phí nha quý vị. Nếu quý vị muốn chốt vặn hay chốt đẩy cũng sửa được cho quý vị mà không lấy thêm tiền. Dạ vâng, và sản phẩm này hôm nay xin gửi đến cho quý vị chỉ có 880 đô la mà thôi. Dạ vâng. 880 đồng. Nhẹ nhàng. Rất nhẹ nhàng. Và quý vị nếu mà ở tiểu bang mà xa quá, nếu mà ở đây thì có thể tới tiệm để mà Thanh có thể là lên những cái sản phẩm kim cương cho quý vị. Nếu quý vị đeo lâu quá mà để dính lotion hay là dính những cái bụi bặm này quý vị. Còn nếu mình ở tiểu bang xa quý vị nên mình nên lấy cái xà bông mình thường rửa chén, quý vị, xà bông chanh đó, quý vị để nước nóng vô, bởi vì ngâm nó một chút thôi thì sản phẩm nó sẽ sáng đẹp lại bình thường thôi thưa quý vị. Và đôi hoa tai sau đây rất là sang trọng, là bởi vì hai viên pearl màu xám này là hai viên South Sea Pearl nha quý vị. Và trên đó có cả kim cương xung quanh nữa. Và độ to của đôi hoa tai này là 12 ly. À không phải. Cái viên pearl là 12 ly, còn cái độ to là hơn 12 ly nha quý vị. Đôi hoa tai cân nặng là 11.6 gram, vàng trắng vàng 14K. Và trên đó có hơn 2 carat kim cương, 3 guest nằm ở xung quanh, tạo nên những cánh hoa hồng rất là đẹp. Để xô lên center là mỗi viên sao zipper màu xám. Dạ vâng. Và cái độ to tổng thể được đo là 18 ly. Còn cái viên pearl, sao zipper này là 12 ly. Dạ vâng. Hôm nay với một sản phẩm đôi hoa tai vừa là kim cương, vừa là viên sao zipper này, trị giá trên 2.500, nhưng xin đến với vị đặc biệt chỉ có 1.660 đô la. Từng đẹp cánh lắm. Hoa mà phía ngoài cái viên ngọc này rất đẹp quý vị. Mình thấy những cái viên baguette này kia được kết đầy ở trên và thiết kế bởi một cái cánh hoa hồng quý vị. Hoa hồng rất là đẹp và vân. Và từng cánh hoa một là họ lắp những cái viên kim cương phua hết ở trên đó quý vị, và ở giữa mình có hai cái viên sao zipper rất đẹp màu xám xám quý vị. Để Thanh để dừng lại vậy cho quý vị coi rõ ràng đó, nó màu như thế này. Và phía sau của mình là một cái chốt kẹp rất là chắc chắn như thế này đó. Xin mang đến cho quý vị chỉ có 1.660 đô la mà thôi cho sản phẩm này.
Dạ vâng, nếu quý vị thích sản phẩm đôi hoa tai với hai viên ngọc trai sao Pearl và cái design là những cánh hoa hồng bằng kim cương baguette thì xin quý vị hãy chụp hình lại và gửi vào số phone 714-775-7878. Chỉ có 1.660 đô la mà thôi nha quý vị. Đó, hoa tai nó sang lắm quý vị, rất là sang. Và chiếc nhẫn sau đây là một chiếc nhẫn unisex dành cho cả nam và nữ đều đeo được. Chiếc nhẫn cân nặng là 5.3 gram, vàng trắng, vàng 18. Thưa quý vị, trên đó quý vị thấy một cái vòng kim cương đi xung quanh theo kiểu hình thoi, rất là đặc biệt. Và center là một viên kim cương 4 ly mốt, nước EVS1. Dạ vâng, chiếc nhẫn vừa là dành cho nữ đeo hay nam đeo, cho tất cả mọi người đều đeo được và đeo trong mọi lúc, mọi nơi, bởi vì đây là chiếc nhẫn chúng ta có thể đeo mỗi ngày được nha quý vị, đẹp lắm. Và chiếc nhẫn này bằng vàng 18 cũng như là kim cương xung quanh, và cái viên giữa là cái viên 4 ly mốt này trị giá trên 1.600, 1.700, nhưng hôm nay xin đặc biệt đến với vị chỉ có 950 đô la mà thôi. Thưa quý vị, chỉ có 950 đô la mà thôi quý vị cho sản phẩm này. Ở trên đây quý vị thấy là thiết kế một cái hình thoi, và xung quanh cái viên kim cương 4 ly mốt này là những cái viên kim cương cũng rất là đẹp, chiếu sáng. À, được nhận, cái này nhận chìm ha anh ha. Đó, và cái vỏ là bằng vàng, màu trắng, vàng 18 nha quý vị, rất là đẹp. Cái này nam đeo cũng được và nữ mình đeo cũng được luôn. Bởi vì họ làm theo cái kiểu angle, cái kiểu mà hình vuông á quý vị, hình góc á, corner á, thành ra nam đeo rất là đẹp. Và họ không có nhẫn cao, họ nhẫn thấp như thế này á, để cố tình chúng ta đeo mỗi ngày thường xuyên, và cố tình là cho nam và nữ đều đeo được hết. Và với một cái giá đặc biệt hôm nay chỉ có 950 thôi, mà với viên kim cương 4 ly mốt VS như thế này, xứng đáng để chúng ta mua để đeo hàng ngày, làm người bạn tri kỷ trên ngón tay của mình nha quý vị. Dạ vâng, xin mang đến cho quý vị chỉ có là 950 đô la mà thôi. Vàng trắng, vàng 18 và một viên kim cương chủ 4 ly mốt, xung quanh là những cái viên kim cương đã tạo thành một cái shape hình thoi như thế này quý vị, rất là đẹp. Wow, chiếc nhẫn này dễ thương lắm quý vị ơi. Không phải là dễ thương không nữa, mà trông nó sang trọng nữa. Bởi vì một cái design quý vị thấy trên đó, vừa là kim cương crown brilliant, tức là kim cương tròn, và vừa là kim cương baguette, tức là kim cương ống đó quý vị. Nằm trên cái vỏ bên ngoài, ở hai bên là những viên kim cương baguette và kim cương tròn. À, trên 2 carat kim cương thưa quý vị, làm trị giá nhẫn này lên đạt đẹp rồi. Mà còn được đặc biệt nữa là cái viên center là một viên kim cương 7 ly nước champagne. Thưa quý vị, nước champagne là quý vị thấy cái màu nước của nó là đẹp rồi đó, nó rất là sang. Những cái màu nước này là những màu nước natural và nó rất là quý hiếm nha quý vị. Hôm nay với một design đặc biệt, vàng 18 màu vàng, và trên đó có 8 viên 2 ly 3 và hơn 2 carat kim cương baguette, tạo nên một design chiếc vỏ rất là đẹp. Và center là một viên kim cương 7 ly nước champagne VS1. Cân nặng cái viên champagne này là 1.30 point, tức là 1 carat 30 nha quý vị. Hôm nay xin đặc biệt mang đến cho quý vị cả chiếc nhẫn trị giá trên 6.000 đô la mà đến với vị chỉ có, rất là đặc biệt, 3.300 đô la mà thôi quý vị ơi. Chỉ có 3.300 đô để vị sở hữu được một sản phẩm vàng 18, thiết kế của Hồng Kông, vỏ Hồng Kông. Và quý vị thấy ở trên đây mình có những cái viên kim cương tròn được nằm ở giữa cái đai của mình quý vị, và hai bên nó được thiết kế bằng những cái thanh kim cương ống rất chiếu sáng, rất là đẹp. Và ở giữa mình có một cái viên kim cương màu rượu champagne đó quý vị. Dạ vâng, nó được đo bề mặt của nó là 7 ly nha quý vị.
Vàng là vàng 18 luôn, rất là đẹp màu vàng. Và sản phẩm này hôm nay xin đặc biệt mang đến cho quý vị chỉ có là 3.300 đô la mà thôi. Rất là đặc biệt. Quý vị biết cái viên kim cương 7 ly 1 carat 30 này á, 1 carat 30 nha quý vị, là cái viên kim cương màu champagne. Và cái viên kim cương này nếu tính trị giá của nó là quý vị biết không, còn nó còn khoảng cái giá mà cái giá quý vị đang đang mua chiếc nhẫn này rồi. Hoặc có thể hơn nữa là bởi vì đây là viên kim cương 1 carat 30. Còn cái vỏ của những viên kim cương trắng xung quanh á, là biết cái nhẫn này á, là quý vị mua cái vỏ này có thể là hơn 2.000 đó quý vị. Thành ra hôm nay quý vị mua rõ ràng là vì bớt hơn 50% luôn. Vừa là cái vỏ đẹp và vừa là viên kim cương 7 ly 1 carat 30 này mà chỉ có là 3.030, giống như quý vị mua cái vỏ mà phi kim cương, hay là nó ngược lại là mua kim cương mà phi cái vỏ gì đó. Rất là đặc biệt các vị. Dạ vâng. Hôm nay với một design đẹp không sợ đụng hàng như thế này và viên kim cương 7 ly nước champagne VS1 cân nặng là 1 carat 30, tất cả chỉ có là 3.300 đô la. Xin mời quý vị ơi. Xin mời tất cả quý vị nha. Với một cái sản phẩm đặc biệt như thế này xin mang đến cho quý vị chỉ có 3.300 đô la mà thôi nha quý vị. Vàng màu vàng 18, vỏ hồng công và những cái viên kim cương tròn và những cái thanh kim cương ống được thiết kế hai bên giống như một cái nơ vậy đó. Và ở giữa mình có một cái viên kim cương màu xăm banh màu nâu nâu quý vị, rất là đẹp nha quý vị. Mà cái viên này nó chiếu lắm quý vị, nó trong nữa. Và cái màu xăm banh là một cái màu mà những người quý phái người ta rất là yêu chuộng, là bởi vì ai cũng có kim cương trắng rồi nhưng mà đâu có kim màu màu natural hả quý vị, cho nên quý vị đã thích thì quý vị xin thử lại vậy, vậy mà thành tựu là nó cái màu champagne là những cái sở thích của một cái mấy người mà thích uống champagne không ạ, tưởng như vậy không ạ. Cũng lắng nghe luôn quý vị. Dạ vâng. Và cái những cái viên kim cương màu này rất là bây giờ rất là ít lại quý vị. Bây giờ càng hiếm kim cương trắng, thì em thấy lúc nào cũng có hết. Và những cái viên kim mà kim màu lâu lâu mới có một lần thôi quý vị. Dạ vâng. Và sản phẩm tiếp theo xin mời quý vị hãy ngắm nhìn, rất là dễ thương. Đôi hoa tai toàn ten, và trên đó thưa quý vị, đây là những viên kim cương vuông kết lại với nhau. Và trên đó có tất cả là 54 viên kim cương vuông, cân nặng là 1.60 poi, tức là hơn 1 carat rưỡi kim cương ở đây thưa quý vị. Đôi hoa tai nặng 2.9 gram, vàng trắng vàng 14K, và 54 viên kim cương vuông nước Ý VVS1 là những viên kim cương sạch đẹp nha quý vị. Hôm nay với một cả một độ dài từ dưới lên trên được đo là 1 inch, trị giá trên 1.700-1.800, nhưng đến với vị đặc biệt hôm nay chỉ có 950 đô la mà thôi quý vị. Cho sản phẩm vàng 14 màu trắng, vỏ của Hồng Kông, thiết kế Hồng Kông thì quý vị thấy rồi, rất là kỹ xảo, rất là nó kêu bằng nó từ mili, rất là sắc sảo, rất là đẹp quý vị, nó rất là hoàn hảo đó. Thì ở trên đây mình có 54 viên kim cương vuông đó, được lắp đặt ở trên ba cái hình vuông như thế này, hai bên là sáu cái hình vuông nó đều nhau quý vị, rất là dễ thương đó. Thì sản phẩm này hôm nay xin gửi đến cho quý vị chỉ có là 950 đô la mà thôi, cho đôi bông tai công chúa này quý vị. Dạ vâng, vị nào thích thì chụp hình lại nha. Và những viên kim cương này là VVS mà cân nặng là hơn 1 carat rưỡi, rất là đẹp như thế này mà chỉ có là 950 đô la thôi. 950 đô la. Những sản phẩm này đeo rất trẻ trung quý vị, rất là đẹp. Nó đơn giản mà đeo rất đẹp quý vị. Và tiếp theo đây thưa quý vị, một mặt dây chuyền rất là quý, là bởi vì mặt dây chuyền này trên đây là một design bức thách giá rất là đẹp.
Và cái bức thánh giá này trên đó vừa là kim cương mà vừa là viên ngọc thạch xanh, đẹp như thế nào mời quý vị nhìn trên màn hình để chiêm ngưỡng một bức thánh giá hoàn hảo tuyệt vời như thế này nha quý vị. Wow, đẹp quá ha quý vị. Bức thánh giá cân nặng là 4.6 gram, vàng màu vàng 18K thưa quý vị. Vàng 18 màu vàng. Trên đó xung quanh là những viên kim cương 3 carat, gồm có 16 viên kim cương 3 carat nằm ở xung quanh. Tức là mỗi góc như là 4 viên đó, vì 4 nhân cho 4 là 10. 4 nhân 4. 3 nhân 4 chứ hả? 3 6. Đâu, 4 đâu. 4 nhân 4 chứ 4 góc hả? 4 4 góc. 4 8 8 16 đúng rồi. Tức là mỗi góc như là 4 viên kim cương 3 carat đó quý vị. Tất cả là hơn 1 carat kim cương. Còn nói về cái viên ngọc thạch xanh nữa, màu xanh lý, đậu rất đẹp. Và cả một độ dài được đo là 1 inch 3/4 nha quý vị, tức là lớn hơn 1.5 inch đó, 1 inch 3/4 từ dưới lên trên. Dạ vâng, vừa là kim cương vừa là viên ngọc thạch xanh quý, rất là đẹp, xin đặc biệt đến với vị chỉ có tuyệt vời 790 đô la thôi quý vị. Và cái mặt là đẹp như thế nào, còn có cái mặt sau nữa cho vị coi. Cái mặt sau họ làm vàng chắc chắn lắm quý vị, rất là đẹp. Cho vị xem mặt sau này. Đó, vị thấy mặt sau họ làm rất là đẹp hả quý vị. Đầy vàng hết, vàng 18 đó quý vị. Dạ vâng, vị nào có duyên với bức thánh giá rất là đẹp này thì liên lạc với Nguyên nhé. Số điện thoại để quý vị gửi vào là 714-775-7878. Dạ vâng quý vị, một sản phẩm rất là độc đáo. Đây là một cái miếng ngọc kiến mà ngọc xưa thì mấy cô nào mình đã từng xài ngọc thì mình biết rồi quý vị, những cái sản phẩm này rất là quý. Cho nên nó vô giá lắm chứ không phải nó là 790 đô la này đâu, mà rất là giá trị thôi quý vị. Thì sản phẩm này nó được cover ở ngoài là bằng vàng 18 và bốn cái góc thánh giá của mình được có những cái viên kim cương rất là chiếu sáng rất đẹp nha quý vị, vàng 18. Thì quý vị ơi, chỉ có 790 đô la mà thôi thưa quý vị. Và cái chiều dài của nó, anh có nói cho mấy cô nghe là bao lớn không? 1 inch 3/4. Ừ, 1 inch 3/4 là có nghĩa là hơn cái đồng 25 cent của mình rất là nhiều nha quý vị. Tại vì cái đồng 25 cent của mình thì quý vị biết nó là 1 inch đó. Đó, thì cái chiều cao của nó là như thế này để đưa cho mấy cô dễ mường tượng ra được là cái chiều dài của nó là bao nhiêu. Đó. Và những sản phẩm này mình không có... không có cái thứ hai đâu, cho nên nếu quý vị nào lỡ cơ hội qua rồi mà có nhắn nhủ với Nguyên để tìm á là cũng khó mà tìm được lắm quý vị. Nó sẽ có nhưng mà có những kiểu khác nhau chứ không có giống nhiều được nha quý vị. Dạ vâng, và với chương trình đặc biệt này hôm nay xin đặc biệt gửi đến quý vị là chỉ có là 790 đô la thôi. Đặc biệt lắm thưa quý vị, ngọc này ngọc xưa rất là đẹp và rất là quý giá. Dạ vâng, và xin mang đến cho quý vị chỉ có là 790 đô la mà thôi thưa quý vị. Đẹp quá, bức thanh giá này thật là tuyệt vời luôn, giá đẹp lắm. Cái màu xanh, từ cái màu xanh của ngọc giá đẹp rồi, từ những cái viên kim cương quý vị ơi, đẹp lắm luôn. Là đẹp tuyệt vời. Và chiếc nhẫn sau đây là một chiếc nhẫn cân nặng 3 gram, vàng two-tone hai màu, vừa trắng vừa vàng đó quý vị. Chất liệu là 14K. Trên đó thưa quý vị có 5 viên kim cương 3 ly nước Ý VVS1. Và 5 viên kim cương 3 ly này cân nặng là 0.55 poi, tức là hơn nửa carat nha quý vị. Nếu tính mỗi viên là 150 thì 5 viên sẽ là 750, cộng cho 300 đô la tiền vàng, tiền design là 1050. Nhưng hôm nay xin đặc biệt đến với vị chỉ có sao nó nhảy lung tung quá vậy? Kêu bán 60 đây đó quý vị. Dạ vâng, đặc biệt đến với vị chiếc nhẫn với 5 viên kim cương ba ly này mà chỉ có 650 đô la mà thôi thưa quý vị. 650 đô la nhảy về cho sản phẩm này.
ở trên đây mình có 5 viên kim cương 3 ly được kết thành một chiếc nhẫn kết như thế này, và em thấy hình như xung quanh nó có một cái viền bèo ở ngoài, viền bèo xung quanh mà nó tu thon tức là trên cái mặt của kim cương nó là màu trắng, còn cái đai xung quanh nó là màu vàng, rất là đẹp. Thành ra quý vị, 5 viên kim cương 3 ly nhưng mà mình thấy nó rất là to, tại vì ở trên nó làm thu thon cái phần mà những cái chấu của kim cương và những cái diamond kết xung quanh, quý vị, là nó là màu trắng và cái đai nhẫn của mình là vàng nha quý vị. Thật ra mình nhìn vô kim cương rất là to. Chỉ có 650 mà nếu ta tính theo cái kiểu mà trừ tiền vàng, tiền vỏ, tiền design ra rồi á, là 300 thì còn lại là 350. Mà 350 chia cho 5 viên kim cương, mỗi viên có $70 thôi nha quý vị. Tại vì mình mua chung với nhau, mình mới tính như vậy, rất là rẻ. Còn nếu quý vị muốn hỏi nguyên viên kim cương 3 ly là bao nhiêu thì không bao giờ có cái giá này đâu. Cho nên ta mua chung với nhau hôm nay như vậy thì đặc biệt đó quý vị. Vừa chiếc nhẫn đẹp với 5 viên 3 ly này mà chỉ có là $650. Chỉ có $650 thôi quý vị. Rất là tuyệt vời nha quý vị. Cái bức thánh giá mà Thành cầm, Thành không phải nhìn và ngắm hoài quý vị. Tại vì nếu mà mình biết xài ngọc đó thì quý vị, khi mình nhìn kỹ vô từng cái sớ đá, từng cái gân đá của nó thì quý vị thấy nó trong đó nó giống như là cả một cái vùng trời vậy đó quý vị ơi. Nó rất là đẹp. Nếu mình càng nhìn thì mình sẽ thấy những cái điều đó, nó nằm ở trong những cái viên ngọc này quý vị, rất là đẹp. Và chiếc nhẫn sau đây cũng là một design two-tone hai màu, tức là mặt trên đó là màu trắng, còn cái đai xung quanh là màu vàng hai màu nha quý vị. Dạ vâng, chiếc nhẫn cân nặng là 3.4 gram, two-tone hai màu, chất liệu là vàng 14K. Trên đó quý vị thấy hai bên là hai viên kim cương 3 ly 1 và center là một viên kim cương 3 ly 9. Có nghĩa là hai viên 3 ly 1 và một viên 3 ly 9, nước Y VVS1. Dạ vâng, nếu tính 3 ly 1, $170 nhân cho 2 là 340 và 3 ly 9 là 450. 340 cộng cho 450 là 790 và 350 tiền vàng thì design nữa là 1.140. Nhưng hôm nay xin đặc biệt đến với vị chỉ có $690. $690 mà thôi quý vị ơi. Và nếu quý vị mình muốn đeo cặp thì Thanh nghĩ quý vị nên lấy luôn cái chiếc nhẫn này đi quý vị, đeo một cặp của nó thì Thanh thấy rất là hợp. Đúng rồi, tại nó tùng cùng cái two tone hai màu đó quý vị. À quên nữa. Đó. Nếu mình thích cái sản phẩm này thì thôi mình lấy cái chiếc nhẫn kết này luôn đi quý vị. Thì mình lấy hai chiếc cặp lại với nhau đi quý vị ơi. Luôn thì đẹp rất lắm. Là đẹp. Nếu mình tính luôn chiếc này thì nãy nhiêu anh? Đó, 690. 690 với cái này. No, cái đó là 650. 650 690 quý vị. Và nếu quý vị lấy hai chiếc luôn thì bớt cho quý vị cái lẻ đi, bớt 40 đồng đi, là 650 luôn ha. Ừ đúng được. Dạ. À, là 1.300 cho cả hai nha quý vị, cho cả hai sản phẩm. Để quý vị nhớ nhắc nguyên nha, cái này là ý kiến của Thanh thôi nha, chứ còn không thôi quên. Không mà em thấy như vậy, tại vì hai cái sản phẩm này Thanh thấy nó giống như là một cặp vậy đó, rất là vừa vặn luôn nè. Đó, thì nếu mà hai sản phẩm này thì quý vị... Tính mỗi chiếc là 350 thôi. No, 650 chứ. À, chứ mỗi chiếc là 650 thôi. Tính bớt nữa quý vị ơi, gọi vào liền đi quý vị. Dạ vâng, nếu quý vị lấy cả hai thì tính luôn cái sản phẩm này cho quý vị là 650 nha quý vị, là cái chiếc nhẫn kết hồi nãy 650 và chiếc này mình 650 giảm 40 đồng đi, là còn 650 nữa là 1.300 thì quý vị cho cả một cặp. Dạ vâng, xin mời quý vị. Dạ vâng. Và quý vị ơi, những cái sản phẩm nhẫn kết thì Thanh có đủ màu hết quý vị, từ cái sản phẩm màu trắng, màu vàng, màu hồng và từ mấy ly mình cũng đều có hết quý vị, từ 3 viên I love you hoặc là 4 viên, 5 viên gì cũng có hết quý vị. Quý vị mấy ly thì Thanh sẽ mang đến để mà gửi đến quý vị nha. Và dạ vâng, sau đây là hai cái mặt bướm bướm và hai mặt bướm bướm này đoàn vàng 14 two-tone. Two-tone hai màu nha quý vị. Quý vị thấy trên đó là vừa là màu trắng vừa là màu vàng xen kẽ với nhau. Và đặc biệt người ta làm diamond cut cho chiếu lấp lánh. Quý vị thấy cái thân bướm bướm cũng như là những cánh bướm người ta làm màu trắng diamond cut
chiếu lấp lánh, xen kẽ chung với một cái bướm, cánh bướm là màu vàng. Thành ra đây là một design rất là đặc biệt. Độ to tổng thể từ dưới lên trên được đo là 1 inch. Hôm nay xin đặc biệt mang đến cho quý vị mỗi mặt như vậy chỉ có 19 đồng. Dạ vâng, chỉ có 190 đô la mà thôi quý vị. Cho mỗi chú bướm như thế này nha quý vị. Thì mỗi cái như vậy thì quý vị thấy thiết kế khác nhau hết. Và hai màu, từng cái hoa văn trên cái con bướm phía bên tay trái của mình quý vị thấy, nó làm những cái diamond kết màu trắng trắng và những cái viền màu vàng rất đẹp, rất là chiếu. Quý vị đeo nó giống như đeo kim cương vậy quý vị. Và bên kia từng cánh bướm họ đi những cái caro trong đó quý vị, rất là dễ thương. Mỗi sản phẩm như vậy xin mang đến cho quý vị chỉ có 190 đô la mà thôi thưa quý vị. 190 đô la. Và cái độ to của sản phẩm thì Thanh đưa cái đồng sen lên cho quý vị coi nha. 1 inch. 1 inch thưa quý vị. 1 đây. Inch là bằng 25 sen đó quý vị hả? Rồi. Xin mang đến cho quý vị chỉ có 190 đô la mà thôi. Quý vị nào mình muốn làm cái đầu của chú bướm này mà có một viên kim cương thì Thanh cũng có thể làm cho quý vị nha. Nhận vị thêm vô ha. Quý vị muốn được mấy không? Ly cũng được, được chứ. Tại vì hôm trước có mấy cái cô muốn làm mấy cái như vậy, nó làm rồi rất là đẹp quý vị. Cái này ai order thì Thanh làm, chứ bây giờ tại thợ không có có giờ để làm nhiều đó quý vị. Order thì Thanh làm thêm. Dạ vâng, và chú bướm sau đây là một chú bướm to hơn hai chú bướm lúc nãy nha quý vị. Và cũng là vàng two-tone hai màu, giữa màu trắng là màu và màu vàng two-tone xen kẽ với nhau để tạo nên một design cánh bướm rất là sống động. Và trên đó còn có một viên ngọc trai 11 ly màu vàng, cũng như là viên kim cương 2 ly nằm trên chính giữa viên ngọc trai. Đó, vì thấy đẹp không quý vị? Hôm nay cả một độ to từ dưới lên trên là 1 inch rưỡi. À xin lỗi vị, cả bộ độ to là 15 ly. Thế sao 15 ly được ta, đâu phải đâu. 1 inch rưỡi chứ. Đo lại cho anh ghi sao vậy? Này dài lắm, 1 inch rưỡi chứ. 1 inch rưỡi đúng. Đúng rồi quý vị, 1 inch rưỡi chứ phải 15 ly. Trời ơi, cái mắt thì nhìn là 1 inch rưỡi mà ghi xuống là 15 ly. Dạ vâng, 1 inch rưỡi là to lắm quý vị, 1 inch rưỡi. Hôm nay xin đặc biệt mang đến cho quý vị một design two tone hai màu. Và trên đó vừa có viên ngọc trai màu vàng và viên kim cương 2 ly nữa. Tất cả với một cái giá đặc biệt chỉ có 390 đô la. Rất là đặc biệt nha quý vị. Đặc biệt không quý vị ơi, nếu quý vị thích bướm thì hãy order những sản phẩm này quý vị. Quý vị thấy rất là đẹp và cái viên ngọc trai này cũng đẹp luôn. Cái màu vàng mà giống như vàng nhũ quý vị, rất đẹp. Ở trên viên ngọc trai đó được đính một viên kim cương nữa quý vị. Đó, và cái sản phẩm này chỉ có 390 đô la mà thôi. Và cái độ to của nó là bằng một cái đồng 25 cm mà khoảng 1.5 đồng quý vị. Tại vì một cái đồng 25 cm mình nó chỉ có in mà thôi. Mà cái này nó in rưỡi rồi. To lắm nha quý vị. Đúng rồi, in rưỡi á. Đó thì Thanh để cái đồng 25 cm cho mấy cô mấy chị dễ biết là nó bà lớn. Cái đồng là 25 cent này thì nó quen cho tất cả mọi người ở Mỹ này hay quý vị. Dạ vâng, mặt dây chuyền với hai màu vừa vàng vừa trắng two tone diamond cut và viên ngọc trai cũng như là viên kim cương 2 ly, tất cả xin mang đến cho quý vị chỉ có là 390 đô la mà thôi quý vị. Vâng, thì có một cái cô đang thách vào hỏi là cái sản phẩm này là có 2-3 cái không? Thì Thanh xin thưa là có nha quý vị. Tại vì cái sản phẩm này mới làm lên rất là đẹp. Hàng này mới về thưa quý vị. 2-3 cái gì chắc có, chắc chắn là có. Đẹp không? Đẹp quá anh. Hai cục nhỏ nhỏ mà đẹp quá ha. Thiết kế. Và hai viên kim cương này họ nhận theo kiểu 3V nha quý vị. Đó, quý vị thấy vòng tròn của vàng xung quanh làm cho cái đôi hoa tai với một design chẳng những đẹp thôi mà còn chắc chắn nữa. Nếu mà quý nghĩ là
mấy cô đeo cũng đẹp, hay là mấy anh chúng ta đeo một bên cũng đẹp nữa, thì đeo được hai người nha, vì tại vì hai 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 chiếc, hoặc là chúng ta đeo cả hai chiếc luôn cũng được. Dạ vâng, đôi hoa tai cân nặng là 2.2 gram, vàng trắng, vàng 14, trên đó thưa quý vị hai viên kim cương, 3 ly sáo, nước ép VS1 với một trị giá trên 900 đô la, nhưng hôm nay xin đặc biệt đến với vị chỉ có 550 đô la mà thôi thưa vị. À, hai viên kim cương 3 ly sáo, và quý vị thấy được nhận 3V ở trong một cái ổ tròn như thế này, mình đeo nó không có vướng tóc vướng gì hết quý vị, tại vì cái chấu nó được cô vợ ở ngoài nó không có chấu đưa lên đó. Thì sản phẩm này là hai viên kim cương 3 ly sáo vàng trắng, xin mang đến cho quý vị chỉ có 550 đô la mà thôi. Rất là đặc biệt nha quý vị, rất rất là đặc biệt luôn, chỉ có 550 đô la mà hai viên 3 ly sáo đó quý vị ơi. Rồi, xin mời quý vị. Dạ vâng, và chiếc nhẫn sau đây là một design 3 lai kim cương, 2 lai hai bên thấp và lai chính giữa cao lên. Cái design này á, Nguyên bán rất là nhiều và ra liên tục, và đặc biệt trên những cái show sao Nguyên Diamond Show như thế này thường xuyên đến quý vị. Nhưng mà cái viên kim cương á, mỗi sản phẩm nó khác nhau hết, là bởi vì cái kích thước của kim cương nó khác nhau. Dạ vâng, còn riêng cái chiếc nhẫn sau đây là một chiếc nhẫn cân nặng 6.3 gram, vàng màu vàng 18 nha quý vị. Trên đó hai lai hai bên gồm có 22 viên 1 ly 6 nằm ở hai bên. Còn center là 5 viên kim cương 3 ly rưỡi, nước Ý VVS1. Tổng cộng là 1.20 point, tức là 1 carat 20 nha quý vị, là hơn 1 carat, 1 carat 20. Dạ vâng. Và nếu tính mỗi viên 3 ly rưỡi là 260 đô la nhân cho 5 là 1.300. Còn cái vỏ với lại 22 viên 1 ly 6 là 1.300 nữa, là 2.600. Nhưng hôm nay xin đặc biệt đến với vị với một cái giá tuyệt vời chỉ có 1.880 đô la mà thôi, thôi quý vị. 1.880 đô la mà thôi quý vị. Cho sản phẩm này vàng màu vàng 18, và quý vị mình thấy hai bên đây cái lai của mình, hai cái lai kim cương nhỏ hai bên quý vị là 22 viên kim cương ly 6 ly 7, và ở giữa mình có 5 viên kim cương, mỗi viên như vậy là 3 ly rưỡi quý vị. Rất là đẹp, và sản phẩm này Thanh có rất là nhiều cái size khác nhau, size kim cương nha quý vị. Thì size nhẫn thì Thanh nói quý vị rồi, những sản phẩm mà mình không có nói size trên đây thì size nào thì cũng có thể làm cho quý vị được hết đó. Thì những cái sản phẩm này Thanh nói, ý nói đây là những cái sản phẩm kim cương nó khác nhau, chẳng hạn như là cái này 3 ly rưỡi, thì những sản phẩm như thế này có 3 ly 8, 3 ly 9, 4 ly, 4 ly 1, 4 ly rưỡi gì cũng có nha quý vị, 5 ly cũng có luôn. Thì sản phẩm này là 3 ly rưỡi. Dạ vâng, xin mang đến cho quý vị chỉ có 1.880 đô la mà thôi quý vị. Có nghĩa là quý vị thích những chiếc nhẫn với những viên kim cương size lớn hơn hay là nhỏ hơn thì Thanh vẫn làm custom made cho quý vị được nhé. Dạ vâng. Nghĩa là làm special order đó. Và một cái nữa là những cái sản phẩm như thế này thì màu nào cũng có thưa quý vị. Cái này là màu vàng 18, màu trắng 18 và màu hồng cũng có luôn nha quý vị. Thì quý vị nào thích những cái màu nào thì cho Thanh biết để mà làm để mà mang đến cho quý vị nha. Rất là đặc biệt cho những sản phẩm này. Nếu mà quý vị order những cái special order như vậy á, khoảng từ 3 ngày cho đến 7 ngày chị sẽ làm xong cho quý vị. Và chiếc nhẫn sau đây là một chiếc nhẫn rất là đẹp, rất là to, dành cho cả nam và nữ đều đeo được hết. Và trên đó thưa quý vị,
có tất cả là 24 viên kim cương 2 ly 2 nước EVS1 được lắp đều trên bề mặt của chiếc nhẫn và nhẫn chìm như vậy, với một design angle vuông, thành ra nam đeo rất là đẹp nha quý vị. Độ nặng của chiếc nhẫn là 5.5 gram, vàng trắng, vàng 14K. Đây là một chiếc nhẫn unisex thì thấy đeo đẹp lắm ha. Và nếu chúng ta tính mỗi viên kim cương là $50 thôi thì 24 viên sẽ là 1.200, cộng cho $600 tiền vàng thì design là 1.800. Nhưng hôm nay đặc biệt đến với vị chỉ có $990 thôi quý vị. Một sản phẩm này anh thấy cái bề mặt của nó và cả cái nhẫn cũng to lắm quý vị, rất là hoành tráng. Và ở trên cái bề mặt của nhẫn mình nó có 24 viên kim cương, mỗi viên như vậy là 2 ly 2. Dạ vâng, vàng màu trắng. Thì quý vị thấy thiết kế hai bên đó, những cái sọc ở bên đó nó giống như một cái đồng hồ quý vị. Và sản phẩm này hôm nay xin mang đến cho quý vị chỉ có là $990 mà thôi. Và tất cả kim cương trên đó được cân là 1 carat nha quý vị. 1 carat kim cương và một design khá là to, khá là nặng vàng. Mà đến với vị như vậy là chỉ có là $990 thôi. Thì rất 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 là đặc biệt. Dạ vâng. Chỉ có $990. Đẹp quá ha. Thanh đeo đẹp ghê ha. Chỉ có $990 mà thôi nha quý vị, cho sản phẩm kim cương này. Dạ vâng, và sau đây là một bậc dây chuyền rất là đẹp vì trên đó thấy một đóa hoa ha quý vị. Và đóa hoa này gồm có 14 viên kim cương 3 ly và một viên kim cương 3 ly 8, tức là 15 viên đó quý vị. 14 viên kim cương 3 ly và một viên kim cương 3 ly 8. Đó là những viên kim cương 3 ly và center nhụy hoa là một viên kim cương 3 ly 8, nước EVVS1. Mặt dây chuyền cân nặng là 4 gram, vàng 18, màu trắng, với một độ to là 1 inch. Hôm nay nếu tính mỗi viên kim cương 3 ly chỉ có từ $150 thôi, thì 14 viên sẽ là 2.100, cộng cho $500 tiền vàng tiền design, cũng như là $400 cái viên 3 ly 8 là 3.000. 2.100 cộng 500 là 2.600, cộng 400 nữa là 3.000. Nhưng hôm nay đến với vị chỉ có 1.690 đô la cho mặt cái chuyện phua kim cương, một đóa hoa đầy kim cương gồm có 14 viên 3 ly và một viên 3 ly 8 như thế này. Cái này thô thô bao nhiêu cân nặng anh? Thấy nhiều kim cương lắm. À, 14 viên 3 ly là hơn 1.5 carat rồi. Ha. Còn cái viên 3 ly 8 là chắc chắn là cả 2 carat kim cương này. Gần 2 carat hoàn toàn ở trên cái mặt bông hướng dương này thưa quý vị. Thì xung quanh của nó là những cái viên kim cương 3 ly gồm có 14 viên và cái nhụy hoa của mình là một viên kim cương 3 ly 8, rất là đẹp. Xin mang đến cho quý vị chỉ có $1.690 mà thôi, vàng 18 cho quý vị. Và cái độ to của cái sản phẩm này Thanh xin để cái là 1 inch quý vị, từ dưới lên trên cái bell là 1 inch. Mình tính luôn cái bell của cái sản phẩm này luôn quý vị, là 1 inch, nó bằng cái đồng 25 cm của mình quý vị, chiều cao của nó. Dạ vâng, chỉ còn $1.690. Xin mang đến cho quý vị chỉ có $1.690. Cho cái mặt dây đeo hình thiết kế là một cái bông quỳ quý vị, bông hướng dương đó, rất là đẹp. Và chiếc nhẫn sau đây là một design antique, là một design
phải nói là đeo sang trọng bởi vì cái nét tôn lên cái sự cổ điển của cái design này nha quý vị. Chiếc nhẫn cân nặng 9.2 gram, cũng khá nặng ha quý vị ha. Vàng, màu vàng 14K. Trên đó thưa quý vị, những viên kim cương nằm ở hai bên là 16 viên, gồm có 8 viên 2 ly và 8 viên 2 ly rưỡi. Đó, 8 viên 2 ly rưỡi nằm chính giữa đó quý vị, chứ là mỗi bên 4 viên á. Còn 8 viên 2 ly nằm ở hai bên. Nước ép VVS1. Dạ vâng. Và nếu tính mỗi viên trung bình 2 ly 2 rưỡi, mình tính trung bình thôi nha, là giá chỉ từ $60 thôi, là giá trung bình, giá rẻ đó. Nhân cho 16 viên là 960, còn tiền vàng thì design là 800, là 1760. Và cái viên ngọc thạch xanh nữa chắc chắn phải là hơn 1900 rồi ha quý vị. Nhưng hôm nay xin đặc biệt đến với vị chỉ có dạ vâng, chỉ có $970. Cái đai nhẫn này rất là to và trên đây cũng nhiều kim cương hết vị. Những cái hoa văn ở trên cái đai nhẫn của mình là những viên kim cương rất đẹp. Anh có đếm bao nhiêu viên không? Nhiều lắm. 8 viên 2 rưỡi và 8 viên 2 ly. Và ở giữa mình có một cái viên chê, một viên ngọc với quý vị. Hình cái hạt gạo rất là đẹp. Màu xanh lý lục, đậm đà, khó quên thưa quý vị. Đậm đà khó quên. Xin mang đến cho quý vị chỉ có là $970 mà thôi nha quý vị. Cho nên chiếc nhẫn này nhìn khá to nha quý vị. Chúc Minh Thanh đeo thử đi. Nhẫn nhìn to lắm. Mình nghĩ là nam đeo cũng đẹp lắm á. Cái gì to là dành cho nam hết á. Dạ vâng, chỉ có là $970. Quý vị, đầu to của đẹp quá, rất là to nha quý vị. Dạ vâng, chỉ có $970 cho sản phẩm này thưa quý vị. Cái độ, cái bản của cái sản phẩm cũng dày quý vị, cũng dày lắm. Và cũng rất là nặng vàng. Sản phẩm này rất là chắc chắn nha quý vị. Dành cho anh chị nào mà mình thích sản phẩm vừa kim cương vừa cẩm thạch như thế này quý vị. Vậy mới đẹp. Và đôi hoa tai sau đây là một đôi hoa tai toàn ten với một design là 6 viên kim cương vuông thưa quý vị, 6 viên kim cương vuông nha quý vị. Quý vị thấy kim cương vuông ở trên á là 2 viên kim cương 50 point, tức là mỗi bên là 25 point ha quý vị. Còn 2 viên kim cương giữa đó là mỗi viên là 35 point, tức là 70 point là viên kim cương giữa. Còn cái toàn ten cuối cùng á là 1 carat, tức là mỗi bên là nửa carat đó quý vị. Đó, quý vị thấy rõ ha. Dạ vâng, tổng cộng là hơn 2 carat cho tất cả những viên kim cương vuông này. Hôm nay xin đặc biệt mang đến cho quý vị một đôi hoa tai với 6 viên kim cương vuông hơn 2 carat như thế này với một trị giá trên 2.500 trở lên, nhưng đến với vị chỉ có là 1.550 đô la mà thôi. Và quý vị ơi, sản phẩm này quý vị thấy hai cái ship vuông nó gần giống nhau. Và cái này là những cái viên kim cương vuông này quý vị, họ kết lại thành một cái sản phẩm như thế này, cái giống nhau, giống hai chị em quá hay quý vị. Đúng rồi. Và cái sản phẩm này là gồm có 6 viên kim cương vuông. Nhưng mà nó là một viên, nó là một viên nha quý vị. Không. Còn cái này là 6 viên. 6 viên tức là mỗi cái là một viên, còn cái kia là kết cho quý vị rõ ràng. Dạ vâng. Và cái sản phẩm này quý vị biết không, là họ được thiết kế rất là sang trọng và dễ thương. Hồng công họ làm thì quý vị biết rồi, rất là đẹp hết quý vị. Và cái độ dài của nó là 1 inch nha quý vị. Cái độ dài toàn ten là 1 inch. Hôm nay với 6 viên kim cương vuông thế này, 2 viên mỗi viên 25 point, còn 2 viên mỗi viên 35 point, còn 2 viên mỗi viên 50 point, tức là nửa carat cho mỗi viên đó. Tất cả là hơn 2 carat. Xin đặc biệt đến với vị đôi hoa tai giá trị như thế này mà chỉ có là $1.550 thôi. Dễ thương quá quý vị.
rất đẹp. Những sản phẩm toàn tan như thế này mình đeo là thì nó rất là trẻ trung quý vị, rất là đẹp. Thường á quý vị thì những cái viên kim cương vuông á nó cân nặng nặng hơn là những cái viên kim cương tròn quý vị, nó là như vậy. Dạ vâng, và sản phẩm này là 6 viên kim cương quý vị, 6 hộp xoài ông này đầu chà bá đây. Cái mặt này to lắm quý vị ơi, ông này đầu bự quá vậy, mặt này to quá. Dạ vâng, mặt dây chuyền sau đây là một design đóa hoa mai, mà hoa mai diamond cut theo kiểu lồng đèn, làm hai lớp cho quý vị nhìn vào nó chiếu lấp lánh tại đây. Và mỗi mặt dây chuyền như vậy cân nặng là 6 gram vàng 18, một bên là vàng 18 màu trắng, một bên là vàng 18 màu vàng. Quý vị thấy trên đó còn có viên ngọc trai nữa, cái bên màu trắng là viên ngọc trai màu trắng 10 ly, còn màu vàng là viên ngọc trai màu xám 12 ly. Và mỗi mặt dây chuyền như vậy được đo từ dưới lên trên là 1 inch 1/4, là khá to ha quý vị. Dạ vâng, với một design bằng vàng 18 và viên ngọc trai như thế này, xin đặc biệt mang đến cho quý vị mỗi mặt dây chuyền chỉ có 590 đô la thôi. Đó, nó được thiết kế bằng những cái đường chạm diamond cut rất là chiếu sáng quý vị. Và mỗi một cái sản phẩm như thế này là bằng vàng 18, màu vàng cũng như màu trắng quý vị. Ở trên đó mình có hai viên ngọc trai rất đẹp. Sản phẩm màu vàng là một viên ngọc trai màu xám quý vị, rất đẹp. Và sản phẩm màu trắng là một viên ngọc trai màu trắng sữa quý vị ơi, rất là dễ thương quý vị. Chỉ có 590 đô la mà thôi thưa quý vị. Dạ vâng, quý vị cũng thích mặc màu trắng cũng được, màu vàng cũng được, bởi vì dây chuyền của chúng ta màu gì chúng ta đeo màu đó nha quý vị. Hoặc là quý vị lấy luôn cả hai màu để mình thay đổi càng đẹp nữa. Mỗi mặt như vậy sẽ đặc biệt đến quý vị chỉ có là 590 đô la mà thôi. Thưa quý vị. Và cái độ to của từng cái sản phẩm như thế này, mình lấy cái đồng 25cm cho dễ đi, to hơn cái đồng 25cm nhiều lắm thưa quý vị. Để vô nó nuốt cái đồng 25cm nó tiêu luôn. Đây nó là 1.5 inch mà, mỗi mặt như vậy là 1.5 inch đó quý vị, khá to lắm. Dạ vâng, và đôi hoa tai sau đây là một design bằng ngọc trai màu vàng da người ha, màu vàng hồng, vàng hơi hồng hồng, hơi da người đó, đẹp giống hồng da đó quý vị. Hồng da đó. Hồng da đó. Dạ vâng. Đôi hoa tai cân nặng là 2.4 gram vàng trắng vàng 14 với một design hai viên ngọc trai 8 ly. Còn phía dưới là hai viên kim cương 3 ly 3 yellow fancy, màu vàng yellow fancy nha quý vị, VS1. Hôm nay xin đặc biệt đến với vị cả đôi hoa tai, vừa hai viên ngọc trai mà vừa có hai viên kim cương 3 ly 3 nữa, mà chỉ có là, đặc biệt quá quý vị ơi, 490 đô la mà thôi. 490 đô la quý vị cho sản phẩm này. Và ở phía sau của mình đó quý vị là cái chốt đẩy rất là dễ đeo quý vị. Và nếu quý vị nào mình muốn chốt vặn hay là cái gì Thanh cũng thể sửa lại cho quý vị được hết nha. Vâng, và sản phẩm này hai viên ngọc trai màu hồng da rất đẹp, ở dưới mình có hai viên kim cương 3 ly 3, chỉ có là 490 đô la mà thôi quý vị. Thanh có hai sản phẩm quý vị cũng giống như vậy, nhưng mà hai viên kim cương màu vàng và hai viên kim cương màu trắng cũng có quý vị, có 4 đôi. Dạ vâng, xin mời quý vị với một cái giá chỉ còn 490 đô la. Chỉ có 490 đô la mà thôi cho sản phẩm này, vừa ngọc trai vừa kim cương quý vị. Thiết
kế rất là đẹp quý vị, rất là lạ. Cái thiết kế này quý vị biết không, là của Nhật đó. Nhật họ thiết kế cũng rất là tinh xảo quý vị. Và chiếc nhẫn sau đây là một design rất là đặc biệt, 7.2 gram, vàng trắng, vàng 14K, và trên đó thưa quý vị cả một cara kim cương tròn nằm ở trên design của chiếc nhẫn này. Quý vị thấy trên đó có ba cái vòng tròn, là ba cái vòng tròn kim cương để tôn lên ba cái viên ruby hình oval shape rất là đẹp. Hôm nay xin đặc biệt đến với vị chiếc nhẫn trị giá trên 1.000 đô la, nhưng đến quý vị với một cái giá super buy chỉ có, dạ vâng, chỉ có là 690 đô la. Chỉ có 690 đô la mà thôi quý vị, cho sản phẩm này. Thì quý vị thấy những cái ship oval xung quanh nó, những viên ruby oval đó quý vị, là những viên kim cương rất là chiếu sáng, là vàng màu trắng nữa quý vị. Và những viên kim cương màu đỏ cánh sen đó quý vị thấy rõ ràng ha, tại cái màu này nó ở trên đây nó rất là trung thực. Đó là màu ruby, màu đỏ cánh sen rất đẹp. Ba viên ruby và những viên kim cương như vậy nữa, vàng là vàng trắng. Vàng 14K. Dạ vâng, và sản phẩm này hôm nay xin mang đến cho quý vị chỉ có là 690 đô la. Chỉ có 690 đô la mà thôi quý vị. Và chiếc nhẫn sau đây cũng là chiếc nhẫn vừa là vàng vừa là viên ruby luôn nha quý vị. Và cái viên ruby này cũng là oval shape, cũng đẹp lắm. Nhưng chiếc nhẫn này nó design khác, và tôi nghĩ chiếc nhẫn này nam đeo cũng đẹp lắm đó quý vị. 4.8 gram, vàng màu vàng 14K, và một viên ruby oval shape, tất cả trị giá trên 600 đô la. Nhưng hôm nay xin đặc biệt đến với vị với một giá super buy, đặc biệt chỉ có 390 đô la mà thôi quý vị. 390 đô la cho sản phẩm này. Anh coi hai cái này cái nào trước. Nhỏ thế. Ok. 390 đô la mà thôi nghe quý vị, và sản phẩm này Thanh thấy là nam mà đeo cũng được và nữ đeo cũng được luôn. Đó, đây coi. Đẹp quá quý vị ha. Rất là đẹp, chỉ có 390 đô la thôi. Bây giờ quý vị đổ 3 bình xăng, quý vị đi vòng vòng chưa chắc mua được cái sản phẩm đặc biệt như vậy nữa. Mà trong cái đó quý vị ngồi tại chỗ thôi, Nguyễn sẽ ship đến tận nơi cho quý vị. Một chiếc nhẫn vừa là vàng, vừa là viên ruby mà chỉ có là 390 đô la. 390 đô la mà thôi quý vị. Sản phẩm này. Và sau đây là một chiếc vòng, một chiếc lắc với lại con tỳ hưu rất là đẹp. Và con tỳ hưu này với lại hai trái châu làm bằng vàng 24 nha quý vị, rất là đẹp. Và quý vị thấy con tỳ hưu còn điểm thêm những cái màu sắc trên đó, những cái màu sắc màu xanh hay màu đỏ đó quý vị biết không, không phải là người ta làm dùng sơn người ta vẽ đâu nha quý vị. Đó là màu sắc thiên nhiên từ đá quý, chẳng hạn như màu xanh là emerald, người ta lấy viên đá emerald người ta cà nhuyễn ra, người ta dùng cái màu xanh của emerald, hay là màu đỏ của viên đá màu đỏ nào đó người ta cà ra rồi người ta mới chấm lên trên cái vàng. Cho nên chúng ta đeo chúng ta không bao giờ sợ bị bay màu đó. Chúng ta đừng có nghĩ là lấy cái nước sơn lên nha quý vị, không phải đâu. Đó là thật sự là cái viên đá người ta mài ra, người ta làm chất liệu để người ta tô điểm lên trên cái con tỳ hưu nó đẹp đó quý vị. Hôm nay với
Một design là viên đá quý màu đen và trên đó có con tỳ hưu độ to là 1 inch 1 phần 4. Nhắc quý vị, con tỳ hưu là 1 inch 1 phần 4 và hai trái châu, mỗi trái châu là 10 ly. Hôm nay xin đặc biệt đến với vị tất cả chỉ có 660 đô la. Rất là đặc biệt. 660 đô la quý vị cho sản phẩm này. Thì quý vị thấy trên đây mình có một cái con tỳ hưu, nó là một cái thiết kế bằng vàng 24 quý vị. Tất cả trái châu và tỳ hưu là 24 quý vị, vàng 24. Và quý vị thấy trên những cái viên đá màu đen này thì quý vị thấy nó đánh nhám quý vị, và những cái chữ ở trên những cái sản phẩm này là cái câu thần chú của ngài Quán Thế Âm Bồ Tát là Om Mani Padme Hum đấy quý vị. Thì quý vị nào mình thích sản phẩm này thì hãy chụp lại, và số này là số sản phẩm số 30 nha quý vị, chỉ có 660 đô la. Dạ vâng, cả một vòng. Và cái đặc biệt khác là Thanh sẽ là người hỏi size của tay của quý vị để làm đúng cái size tay của quý vị nữa. Và nếu có dư ra cái viên nào thì để riêng ra cho quý vị, để quý vị chẳng may có cần nối vô thêm thì quý vị biết cách tự làm, và được gửi luôn cả cái sợi dây cho quý vị nữa. Cho nên cái đặc biệt đó là Nguyên với Thanh sẽ làm đúng cái size tay cho quý vị, để quý vị về đeo vô là đeo được liền nha, cứ không sợ rộng quá hoặc là không sợ chặt quá. Vâng, và một cái nữa, có nhiều chị, nhiều cô, nhiều anh hỏi Thanh đó là những cái sản phẩm này mình đeo lâu ngày nó có bị đứt không? Thì đứt chứ xong đứt quý vị, nhưng mà nó rất là lâu. Dạ vâng, và những cái sản phẩm như thế này thì nếu mà Thanh gửi cho quý vị thì đều có đi kèm một cái cây kim và một cái sợi dây để mà mình thay thế đó quý vị. Thì khi quý vị bị đứt cái gì thì Thanh có thể hướng dẫn cho quý vị xỏ lại để mà đeo rất là dễ dàng quý vị. Thật ra không thể nào đứt rớt được đâu quý vị, tại trên đó có hai sợi hoặc ba sợi lận. Khi mà quý vị đứt một sợi là quý vị feel được liền à. Quý vị feel được thấy nó lỏng hơn là quý vị biết là nó đã đứt đi một sợi rồi. Thì mình lo mình thay đi thì không giờ sợ rớt gì ra hết. Cho nên trên đó là thường thường ta làm 2 sợi hay là 3 sợi? 3 sợi cũng có, 4 dạ. sợi cũng có. 3 sợi, 4 sợi, cho nên khi nó đứt đi 1 sợi, 2 sợi là mình thấy nhiều cái dây mà liền thôi. Nhiều cái dây mà những cái viên đá mà những cái con thì hưu lớn như vậy, thành sợi 4 sợi đấy vậy. Ra nó rất đó. Là chắc chắn. Khi về đứt 1 sợi thì cũng còn 3 sợi, thì cái sợi cái nó bung lên, việc cắt dục cái sợi đó thì việc còn 3 còn sợi. Nếu mà nó còn sợi cuối cùng là nó lỏng lắm quý vị, cho nên chúng ta không giờ để cho nó rớt ra đâu. Cho nên chúng ta khỏi lo ha quý vị ha. Dạ vâng. Và cái vòng sau đây là con tỳ hưu rất là to. Con tỳ hưu này tỳ hưu này to lắm quý vị. Con tỳ hưu này thưa quý vị dài 1 inch 3 phần 4 da, yeah, rất là mập nha quý vị. Con này ăn đã đời luôn đó. Con này đã chứa nhiều lắm nè. Nó chứa đã đời luôn đó. 1 inch 3 phần 4 và hai trái châu ở hai bên là 12 ly. Đó, còn cái vòng đá trong quý vị có thể chọn được những màu khác mà quý vị yêu thích. Ví dụ quý vị thích màu nào thì quý vị nói cho Thanh, Thanh lựa những màu ra để show cho quý vị. Thanh sẽ thắt riêng ra theo cái ý thích của quý vị nha. Dạ vâng, hôm nay cũng là vàng 24 và trên đó những màu sắc là những màu lấy từ những viên đá quý ra người ta mài ra, chứ không phải là màu bằng nước sơn nha. Dạ vâng, cho nên những viên đá quý mà ta mài ra người ta chấm cho đó nó vĩnh viễn luôn. Nó stay vĩnh viễn luôn và rất là quý, cho nên nó không sợ bay màu và đeo rất là chắc chắn. Cho nên những màu sắc tôi thấy màu đỏ, màu vàng, màu xanh, và riêng cái con tỳ hưu lớn này nè là cái màu của nó thay đổi quý vị. Vì thấy màu xanh màu tím nó thay đổi nha, đó khi quý vị thấy nó ngã ra màu xanh, khi thấy ngã ra màu tím, đó là cái thân con tỳ hưu đó nha. Là đó là những viên đá quý người ta mài ra, người ta lấy cái màu sắc người ta chấm lên trên đó, cho nên rất là quý. Và con tỳ hưu đó dài 1 inch 3 phần 4, hôm nay tất cả vòng đá này xin mang đến cho quý vị với một cái giá chỉ có 1.250 đô la mà thôi quý vị. Con tỳ hưu này rất là to, Thanh thấy là hai inch mấy hay gì phải không anh? Chiều dài của nó rất là mập, nó mập hơn cái ngón tay của mình nhiều lắm nha quý vị. Vì con ngón tay của mình nhưng mà nó to hơn rất là nhiều cái ngón tay của mình. Và hai cái trái châu nữa, và được thiết kế trên một cái những cái viên đá mắt hổ rất là đẹp quý vị. Màu giữa màu nâu lợt, màu cánh gián và màu nâu đen rất là đẹp quý vị, rất là bóng loáng, đẹp lắm. Dạ vâng, và cái sản phẩm này xin mang đến cho quý vị chỉ có 1.250 đô la mà thôi. Em cho coi cái thân đi, cái thân con tỳ hưu xíu, cái màu nó thay đổi đó quý vị. Cái màu khi tùy ánh sáng nó ra màu xanh, có khi nó ra màu tím,
đó là đó, đó vậy đó, vậy đó. Đó quý vị thấy khi ra màu xanh, khi ra màu tím đẹp lắm, và những màu đó là những màu đá quý người ta mài ra đó quý vị. Rồi rất là đặc biệt. Đẹp lắm nha quý vị. Đây là để thân tôi có thể việc coi quý vị coi cái sâu đen hồi nãy nè. Cái con tiêu hú này là vừa nè, Cái này màu đen này quý vị. nghe là vừa nè, còn cái tiêu hú kia 1.250 là lớn lắm, to Lớn lắm. lắm, cái cọc kia lớn lắm. Con to này to lắm quý vị. Được không? Con này thôi khỏi nói, rất là đẹp luôn quý vị ơi. Này mấy anh mà chủ tiệm nail, chủ nhà hàng này kia ngồi chỗ cashier đó ha, À, đeo là đẹp. thôi khỏi nói xuất sắc luôn. Nói cái thân nó có cái đồng kim tiền đó, cái đồng đó là cái đồng làm cho mình lucky đó. Mình sẽ đem tiền vô. Dạ vâng. Rồi xin mời quý vị nghe, với một cái giá chỉ có 1.250 đô la mà thôi, một tỷ hù rất là to. Dạ vâng, được có cái là quý vị chọn theo cái màu đá mà quý vị thích, và Thanh sẽ là người cột lại thắt lại theo cái size tay của quý vị. Và cái viên đá này là những viên đá mà quý vị hợp với mình, cũng như là cái màu sắc nó rất là đẹp, cộng với con tỳ hưu đặc biệt nữa, cho nên quý vị sẽ làm một cái trang sức để đi với mình mỗi ngày, mình vừa làm việc mình vừa đeo, và rất là sang trọng, và một kiểu vòng mà hiện giờ người ta lấy làm một cái phong thủy tốt cho mình và một cái lucky cho mình, thưa quý vị. Dạ vâng, chương trình Sao Nguyên Diamond Show tới đây cũng là khá dài và xin khép lại ở đây. Kính mong quý vị xem chương trình này như là một người bạn, và nếu quý vị có cần hỏi bất cứ câu hỏi nào, xin quý vị chụp hình đúng ngay sản phẩm đó, hoặc là ghi xuống cái sản phẩm đó số máy, gửi vào số phone 714 775 7878 nha quý vị. Dạ vâng, trước khi chia tay cho Thanh xin gửi lời kính chúc tất cả quý vị được nhiều sức khỏe và bình an, hạnh phúc bên người thân và gia đình của mình thưa quý vị. Và hôm nay là một buổi chiều thứ sáu rất là đẹp trời thưa quý vị. Chúc quý vị weekend thật là tuyệt vời bên người thân và gia đình. Kính hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Sao Nguyên Diamond Show kế tiếp. Dạ Xin vâng. thân ái, kính chào. Kính chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị số kế tiếp nha quý vị. Cái tài này phải